Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày mùng 1 tháng 8 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Nga Ukraina và những gì đang diễn ra ở một phương Tây tập thể, nơi mà rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Theo đúng những lời cảnh báo mà buổi khai mạc Thế vận hội Olympic Paris đã cho chúng ta biết. Theo hướng khu định cư Krasnohorivka hay nói chính xác hơn, đây là thành phố Krasnohorivka, một cuộc chiến trong đô thị. Tôi đã nói rất nhiều về việc người Nga đã giải phóng nó. Tuy nhiên, bản đồ cập nhật của Ukraine vẫn chưa hiển thị toàn bộ thành phố Krasnohorivka ở trong vùng màu đỏ, nghĩa là vùng đã bị Nga giải phóng mà vẫn còn một chút màu xám. Nhưng chính các phóng viên chiến trường Ukraine đã xác nhận nguồn tin quân đội Nga đã chiếm được Krasnohorivka. Họ nói rằng sau hơn 3 tháng giao tranh ác liệt, quân đội Nga đã chiếm được toàn bộ thành phố Krasnohorivka thuộc vùng Donetsk. Cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 với sự hồi sinh của những chiếc xe tăng mai rùa nó là một phần tất yếu trong chiến dịch thành công của Nga. Chúng ta đều biết trước đây khi người Nga chế tạo những chiếc xe tăng mai rùa để chống những UAV không người lái thì một phương Tây tập thể cười chê. Thế nhưng mà bây giờ sau khi đã giải phóng hoàn toàn thành phố Krasnohorivka thì nó lại là một trong những điểm mấu chốt để có thể công phá được vào thành phố. Báo cáo của Nga cũng khẳng định rằng họ đã hoàn toàn giải phóng được thành phố Krasnohoriska. Theo đó, lữ đoàn 110 của lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công độc nhất vô nhị, đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi phía tây bắc thuộc phần còn lại của thành phố mà hầu như không bị tổn thất. Chiến dịch được bắt đầu bằng việc pháo bình xung kích và những cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái FPV. Nó làm suy yếu đáng kể các vị trí phòng thủ của Ukraine. Sau đó, nhóm xung kích của lữ đoàn sẽ tiến hành dọn dẹp phần phía bắc của thành phố, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế có thể có. Giờ đây, lữ đoàn 110 đã thành công chiếm chỗ đứng và dương cửa Nga ở điểm phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Krasnohorivka. Qua đó, ổn định lực lượng, tiếp tục tấn công theo hướng Kurakhovka. Trong khi đó, theo hướng Adivka, Tất nhiên rồi, khu vực này cứ mỗi ngày trôi qua là lại có những diện tích lãnh thổ mới được những người Nga giải phóng. Và hôm nay cũng không có gì khác biệt. Bản đồ Ukraina chỉ ra rằng, theo hướng Luzhvatske, vào ngày hôm nay người Nga đã hoàn toàn giải phóng khu định cư Timor-Fyipka. Sau khi chiếm được khu định cư này, quân đội Nga tiếp tục tiến theo dọc con sông đang hướng về hai khu định cư mới là Syri-Donipka và Lysitskine phía dưới ở hai khu định cư Prorez và Volche. Sau khi giải phóng hoàn toàn hai khu vực này, người Nga đang tiến như thế trẻ trẻ. Họ đã liên tục có những phần lãnh thổ mới. Giải phóng về xe lẻ tiến sát vào Ivanovka và Serheivka cũng như Zelane. Như vậy, cứ mỗi ngày trôi qua, Nga càng tiến sát gần hơn tới khu vực Bukorod để cắt tuyến đường tiếp tế xuống Konstantinovka cho thành phố Chasoda. Được biết, Chasoda cũng là một cuộc chiến trong đồ thị giống hệt như Krasnohorivka Người nga đã có quá nhiều kinh nghiệm để công phá những cuộc chiến trong đô thị rồi, và cách tốt nhất là ngăn chặn tuyến đường tiếp tế từ Bucorod tới Constantinopha. Nhìn trên bản đồ, chúng ta có thể thấy nga đang có hai hướng tấn công chủ đạo cho khu vực này: một hướng tiến thẳng về Bucorod, hướng còn lại là ở khu vực Torret và New York, thì cố gắng chặn đứt tuyến đường tới Constantinopha. Báo cáo của nga chỉ ra rằng có một cơn bão đang diễn ra ở New York và Torret, quân đội nga đang thẳng tắp tiến về phía trước nhóm quân trung tâm tiếp tục phát huy thành công của mình xuyên thủng hàng phòng ngự của kẻ thù ở ngoại ô toret thực sự chiếm đóng các thị trấn vệ tinh là zalene trong khi đó ở new york nga đã xuyên thủng được trung tâm của khu định cư này việc để mất khu vực trung tâm thì chế độ kiev sẽ rất nhanh chóng sụp đổ bởi vì điều này được minh chứng qua rất nhiều lần nga công phá các khu định cư ngoài ra bản đồ cập nhật của ukraine cũng chỉ ra rằng một nhánh khác theo hướng new york của quân đội nga đang tiến thẳng về khu định cư bantel monipka như vậy chúng ta có thể hiểu là cách đánh của Nga đang hướng thẳng về tuyến đường huyết mạch nối liền Konstantinovka với cả Bokorod. Việc ngăn chặn được tuyến đường tiếp tế này không chỉ giải phóng cho thành phố lớn Cha Soát à, mà còn có thể khiến cho toàn bộ những khu vực xung quanh khu định cư Torres và New York sẽ không còn tiếp tế nữa. Phía dưới Adipka theo hướng Bokorod tình hình cũng là như vậy. Đây chính là những điểm nổi bật về tình hình trên chiến trường thực địa vào ngày hôm nay. Có vẻ như là một màu u ám đang bao trùm Ukraine. Vậy tin tốt đối với cả chế độ Kiev là gì? Vâng, đó là Zelensky đã nhận được 6 tiêm kích F-16 từ Hà Lan. Theo Reuters cho biết, 6 máy bay chiến đấu đã được chuyển giao, nhưng Kiev nói với các đồng minh rằng họ cần ít nhất 300 máy bay nữa để có thể chống lại những cuộc ném bom dữ dội từ Nga. Được biết rằng Ukraina sẽ không sử dụng những chiếc F16 làm lực lượng chủ đạo tấn công vào lãnh thổ Nga mà họ sử dụng những chiếc máy bay này làm lực lượng phòng không để ngăn chặn những tiêm kích của Nga. Phóng tên lửa. Tôi thật sự không rõ là những chiếc F16 này đang ở khu vực nào của Ukraina. Một số cảnh quay cho thấy rất có thể nó vẫn đang ở sát biên giới giữa Ba Lan và Ukraina mà cũng phải thôi. Chỉ có ở biên giới của Ba Lan, người Nga mới chưa phóng tên lửa tới. Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn cho chế độ Kiev rằng một ngày đẹp trời nào đó người Nga không phóng tên lửa để tiêu diệt những chiếc F-16 trên. Vấn đề của Ukraine lúc này không phải là họ nên ăn mừng sau khi đã nhận được những chiếc F-16 mà là họ nên chuẩn bị tâm lý cho một vụ vỗ nợ sắp sửa xảy ra. Theo đó chính Zelensky đã thông qua luật ngừng thanh toán nợ quốc gia. Đạo luật này sẽ cho phép chính phủ tạm dừng thanh toán nợ nước ngoài cho đến ngày mùng 1 tháng 10 để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về việc tái cơ cấu lại theo Bộ Tài chính Ukraine cho biết, tính đến cuối tháng 6, nợ quốc gia của nước này đã lên tới 152,16 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chế độ Kiev đã không còn khả năng thanh toán cho các trái chủ ở nước ngoài nữa. Họ phải xin các trái chủ nước ngoài ra hạn nợ để tái cấu trúc lại cơ cấu. Nhưng chúng ta cứ nhìn lại nền kinh tế của Ukraine, họ chẳng buôn bán được cái gì hết. Ngoài một nền nông nghiệp đang được EU cố gắng trợ giúp bằng việc cho xuất khẩu lúa mì và những mặt hàng thiết yếu sàng. Nếu là thời bình thì thôi còn tạm ổn, nhưng đây là thời chiến, chế độ Kiev đang sử dụng tiền, thậm chí còn nhanh hơn đốt. Trong khi đó, Nga vẫn ngày ngày dã tên lửa vào những cơ sở năng lượng và cụm công nghiệp. Thử hỏi nền kinh tế của Ukraine làm sao không thể không trao đảo được đây? Với tội, quốc gia này đã chết, đã vỡ nợ từ dân lầu. Bây giờ những người Nga mà không giải phóng lãnh thổ, thì một phương Tây tập thể cũng vào chiếm chính quyền, chiếm lãnh thổ để mà siết nợ hết. Tóm lại bất kể cuộc chiến này có như thế nào Cũng sẽ không còn tồn tại cái tên Ukraine nữa Nó thậm chí còn không được gọi là một quốc gia trừ hầu Mà là một quốc gia nô lệ của phương Tây thì đúng hơn Với tội những người dân Ukraine nào mà thân Nga thì nên tiến về phía Nga Còn thân phương Tây thì nên tiến vào Liên minh Châu Chứ còn ở Ukraine thì đời đời kiếp kiếp Con cháu của họ sẽ không bao giờ trả nợ hết tâm điểm của thế giới vào lúc này không nằm ở ukraina à, bởi vì cuộc chiến xét cho cùng nó đã kết thúc tâm điểm của thế giới vào lúc này là những lo ngại về một chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra ở khu vực trung đông vậy tại sao như đầu video tôi nói là nó lại có liên quan tới những lời cảnh báo trong lễ khai mạc tại thế vận hội olympic paris chúng ta đều biết rằng đạo diễn cho lễ khai mạc là thomas jolie một người theo chủ nghĩa phục quốc do thái israel và trong lễ khai mạc đó đã có rất nhiều điểm báo về một thế chiến thứ ba mà người đàn ông này nhắc tới chủ đạo chính là con ngựa màu xám trong sách khải huyền nó tượng trưng cho cái chết và địa ngục theo sau ẩn ý ở đây là gì ẩn ý ở đây chính là thế giới nên chuẩn bị đối mặt cho một cuộc chiến tàn khốc một cuộc thanh tẩy lớn hóa ra điều đó đang hiện hữu rất rõ ở trung đông sau vụ ám sát thủ lĩnh hamas từ phía israel ngay tại chính thủ đô tehran của iran tất nhiên là các phương tiện truyền thông đã nói rất rõ cho các sếp điều này vào ngày hôm qua rồi tất nhiên là phía israel không thừa nhận việc này nhưng cả iran và palestine đều khẳng định rằng do chính theo avid làm có một điểm lạ mà các sếp có thể chưa biết đó chính là thủ lĩnh hamad ismail trước khi tới iran ông ấy còn ghé thăm qatar nhưng tại sao ông ấy lại không bị ám sát ở qatar nó cũng rất đơn giản qatar là một quốc gia trung lập thậm chí còn có xu hướng thân phương tây thế nên là israel sẽ không trực tiếp ám sát thủ lĩnh hamas ở trong quốc gia này điều đó sẽ làm phá hủy nền ngoại giao của cả hai nước nhưng khi thủ lĩnh hamas tới iran thì lại là một câu chuyện rất khác rõ ràng israel đang muốn cuộc chiến ở trung đông lan rộng hơn khi mà họ trực tiếp ám sát thủ lĩnh hamas ngay tại thủ đô tehran như một cái tát vào mặt iran nhiều sếp sẽ nói rằng hệ thống phòng không của iran có vẻ quá kém tại sao lại giữa thủ đô của mình để cho tên lửa của israel có thể tiêu diệt thủ lĩnh hamas đúng là xét về mặt phòng ngự hệ thống phòng không của israel hơn hẳn hệ thống phòng không của iran nhưng nên nhớ rằng hệ thống vũ khí của iran hầu hết được đặt dưới lòng đất thế nên là họ cũng không tập trung cho phát triển hệ thống phòng không nhiều vấn đề thứ hai là ai có thể nghĩ được israel dám trực tiếp tấn công vào thủ đô iran là tehran ngay tại thời điểm mà tổng thống mới của họ mới nhận chức và thủ lĩnh hà mạt là một trong những người tới dự nếu xét theo góc độ địa chính trị thì điều này không hẳn là không có lợi cho liên bang nga cú vỗ mặt iran này của israel đã khiến cho iran không thể quay đầu được nữa tổng thống mới lên giả dụ có thân phương tây đi nữa cũng không thể nào không đáp trả israel một cách nghiêm túc như vậy thì lực lượng bị rích có nga iran trung quốc sẽ ngày càng trở nên đoàn kết hơn được biết rằng vào trước ngày ám sát thủ lĩnh hàm thì phía Israel cũng đã thực hiện một vụ ám sát một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở khu vực Liban như vậy rõ ràng mục tiêu của Israel không cần phải bàn cãi nữa bởi vì thủ tướng Netanyahu đã rất nhiều lần khẳng định rằng sự bất ổn ở khu vực Trung Đông sẽ chỉ có thể kết thúc được bằng chiến tranh và khi Israel tham chiến với toàn bộ những quốc gia máu mặt ở Trung Đông chắc chắn Hoa Kỳ sẽ là kẻ lẹo đẽo theo sau để giúp hết tài lực vật lực và cả vũ khí một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bắt đầu ở trung đông và lan rộng khắp thế giới bởi vì người iran đã khẳng định điều này lãnh tụ tối cao của họ là Khamenei đã gửi một thông điệp trước thế giới rằng chế độ khủng bố tội phạm của người do thái đã giết hại vị khách đáng kính của chúng ta trên lãnh thổ của chính chúng ta và khiến chúng ta đau buồn nhưng nó cũng chuẩn bị nền tảng cho một hình phạt nghiêm khắc ngoài ra phía iran cũng cáo buộc hoa kỳ là đồng lõa trong vụ ám sát thủ lĩnh hamas ismail Tuy nhiên, như mọi ngày, Washington ngay lập tức phủ nhận vai trò trong vụ việc trên. Họ nói với truyền thông rằng, chúng tôi không biết hoặc cũng không có liên quan. Được rồi, tình báo của Hoa Kỳ thì giỏi nhất thế giới. Nhà ai bị táo bón họ còn biết cơ mà. Thế mà vụ tấn công thủ đô Tehran họ lại chẳng biết gì hết. Phía Israel thì im thìn thịt. Họ không phản hồi bất cứ một thông tin nào có liên quan. Nghĩa là với Iran vào lúc này Họ muốn bảo vệ bộ mặt của mình Khi mà thủ đô trực tiếp bị tấn công Thì họ bắt buộc phải tấn công lại vào thủ đô Israel Tiêu diệt những chính trị gia quan trọng Nhưng nếu Iran thực hiện hành động này Thì rõ ràng một thế chiến thứ ba bắt đầu ở Trung Đông sẽ xảy ra Việc thủ lĩnh tối cao của Iran là Ala Khamenei Đã cho phép lực lượng Iran tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel Thì rõ ràng như các bạn thấy Chiến tranh thế giới đã rất gần kề nhưng nếu điều đó xảy ra thì Iran sẽ không đơn độc bởi vì nga thậm chí là trung quốc chắc chắn sẽ có trợ giúp có vẻ như người nga cũng muốn một lần và mãi mãi giải quyết tất cả các vấn đề tồn động ở trung đông cũng như là ukraina phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia dmitry medvedev đã đăng một thông điệp trên kênh chính thức của mình như sau nụt thật ngày càng thắt chặt ở trung đông xin chia buồn với những sinh mạng vô tội đạo mật họ chỉ là con tin của một quốc gia gây tởm là hoa kỳ trong khi đó mọi người đều thấy rõ ràng rằng một cuộc chiến tranh toàn diện là cách duy nhất để có được một nền hòa bình mong manh trong khu vực vâng từ lời phát biểu này chúng ta đã thấy rõ hàm ý của người nga không chỉ cuộc chiến ở ukraine và bây giờ là cuộc chiến ở trung đông nga cũng đã sẵn sàng tham dự họ muốn kết thúc một lần và mãi mãi với một phương tây tập thể nếu điều này xảy ra rõ ràng làm sao trung quốc và nhiều quốc gia khác trong thế giới đa cực có thể đứng ngoài được đây chiến tranh thế giới thứ ba chỉ bắt đầu ở trung đông và sau đó nó sẽ lan rộng trên toàn thể thế giới nên nhớ rằng cả iran nga Trung Quốc, Israel và Hoa Kỳ đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.